Mấy ngày qua, số lượng bệnh nhân mới đang đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư lại gia tăng hơn so với dự tính ban đầu của các thầy, làm cho thầy Nguyễn Tấn Thanh và nhân viên nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới gia tăng thêm nhiều công việc. Vẫn như thường ngày, thầy Nguyễn Tấn Thanh tham gia tư vấn bệnh nhân mới rất tích cực, thường xuyên bỏ cả buổi cơm trưa. Tuy nhiên, bệnh nhân mới đến đây mà cảm nhận được cũng rất ấm áp, rất thông cảm. Thầy Thanh tổ chức nhiều buổi gặp gỡ những bệnh nhân mới, giải đáp chi tiết từng câu hỏi, giải thích các chỉ số bệnh án, giới thiệu phác đồ hỗ trợ điều trị của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, phổ biến cụ thể, quy định người bệnh và người nuôi bệnh rõ ràng, rất tình cảm. Có những cái trường hợp phẫu thuật hoặc là xạ trị quá trị hoặc là liệu pháp trúng đích đó, cao quá, dù như vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó mà người nhà không có lo được cái kinh phí đó để theo đuổi tiếp đó, thì đôi khi người ta cũng bỏ cuộc. Thì đó là cái mà cha mới suy nghĩ được cái điều đó. Ở đây các thầy không có lấy tiền bệnh nhân, yêu thương cho không nằm chỗ đó đó, đi tới những nơi điều trị rồi mình tốn tiền nhiều, mà bản thân mình tốn tiền đã đành là bệnh nhân đó nha, còn người thân thì mình phải bỏ công ăn việc làm để theo lo cho người bệnh, thêm một người nữa không đi làm chứ đâu thể nào mà mình vừa đi làm mà mình vừa điều trị được đâu, nó khó lắm. Thì trong cái hoàn cảnh đó mình tốn tiền nhiều mà mình không có xây trở về mặt kinh tế được, thì ở đây các thầy mới giúp cho bệnh nhân bằng hình thức này, bằng cách yêu thương cho không. Ở Tây Y á, là phương pháp điều trị, xạ trị, hóa trị, phẫu thuật. Còn phương pháp ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị. Ở đây là phòng chẩn trị học cổ truyền, không phải phòng Tây Y. Cho nên là đây là hỗ trợ điều trị nè, bằng công nghệ, bằng phương pháp cháo nano nè, thảo dược nano nè. Vậy thì giúp cho người bệnh ung thư nè. Thì tại sao là mình bệnh ung thư mà mình dùng cái này mà mình không ăn những cái loại thực phẩm khác? Hôm nay thầy giải thích cho mình nghe mình hiểu ha. Mặc dù mỗi một bệnh nhân á thì cái cách giải thích nó cũng tương tự, đối với đầu vào có thể mình coi lại những cái clip cũ cũng được, nhưng thầy muốn dành cái thời gian một chút dành cho những bệnh nhân mới tới. Có thể mình coi những cái clip đó mình cũng hiểu qua rồi, nhưng mà đối với mỗi một bệnh nhân tới đây, các thầy trân trọng mỗi một bệnh nhân, cho nên thầy phải giải thích lại riêng từng bệnh nhân đó với cái phác đồ điều trị của người đó, riêng người đó. Nên hôm nay thầy giải thích lại, chứ đáng lý mình coi trên mạng, mình coi những cái clip cũ mình cũng thấy, mình cũng hiểu về phần nào, nhưng mà thầy muốn nói thêm một chút. Cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano nó phù hợp với người bệnh ung thư, nó có lý do. Bây giờ mà cái thực phẩm mình ăn chính hàng ngày á, mình sử dụng cái hạt gạo là chính, gạo ha. Cái gạo là thức ăn chính của người Việt Nam mình cũng như là người châu Á mình á, là sử dụng hạt gạo làm thức ăn chính ha. Mình ăn là chủ yếu là những thực phẩm liên quan tới gạo, ví dụ như cháo nè, cháo mình nấu thông thường đó, cơm nè, bún nè, hủ tiếu gì đó. Nó là những cái chớm thực phẩm nó sản xuất từ cái hạt gạo ra, là thức ăn chính của mình. Nhưng mà tại sao cái người bệnh ung thư á, bệnh ung thư nè, ung thư, mình mắc cái bệnh ung thư nè, mình không sử dụng này được. Bởi vì trong cái hạt gạo nó có chất trypsin. Cái chất này nè là chất ức chế nảy mầm. Ở ngoài lớp cùng của cái hạt gạo á là lớp trấu. Trong lớp trấu một chút là lớp lít ha. Cám. Ở trong á nó có cái chất này nè. Mà cái chất này á nó ức chế nảy mầm, làm cho cái hạt lúa đó nó không thể nảy mầm được nếu mà nó nằm ở trên bàn, hoặc là nằm trong cái môi trường nó không thuận lợi, mà nó phải nằm dưới đất có đủ nước, có đủ độ ẩm, có đủ chất dinh dưỡng, nó mới nảy mầm cái hạt gạo đó lên thành cái cây lúa. Thì cái chất này có trong cơm nè, có trong cháo nè, bún nè, hủ tiếu, cái chất này vẫn còn nha. Thì khi đó cơ thể nè, cơ thể nó phải sản sinh ra cái enzyme. Cơ thể sản sinh rất nhiều enzyme khi mà mình ăn bất cứ cái loại thực phẩm nào vào,
nó đều sản sinh hết chứ không riêng gì cái này không đâu. Thì khi cơ thể á, mình ăn một loại thực phẩm nào vào nó sản sinh cái này nè, và đặc biệt là trong cái hạt gạo nấu hành này, những thực phẩm này nó có chất này thì nó phải sản sinh chất này để nó tiêu hóa chất này. Thì đối với người bình thường đi, như là bác trai nè, bác gái nè, cô nè, hay thầy gì đó, hay là chị này nè, bình thường khỏe thì cái chuyện này quá không có thành vấn đề gì đâu, mình ăn mình tiêu hóa bình thường. Nhưng đối với người bệnh ung thư á, ung thư nè, không được ăn. Đây, cái cơ thể nó còn phải tạo ra cái hệ thống miễn dịch nữa. Miễn dịch nó bao gồm nhiều nhiều loại lắm, nhiều loại tế bào miễn dịch lắm, gọi chung là WBC, bạch cầu á. Cơ thể phải tạo ra những cái hệ thống miễn dịch này nè để chống lại bệnh ung thư đó. Thì cùng lúc cơ thể phải làm hai nhiệm vụ khác nhau, vừa hệ thống tiêu hóa nè, vừa hệ thống chống bệnh đó. Thì nó sẽ làm hai việc 50-50% thôi, 50-50. Đây là thông thường đối với những người bệnh ung thư hiện tại mà đang ăn uống theo kiểu bình thường đó, thì nó mới đáp ứng được có 50% cái khả năng hiệu quả của cái khả năng chống bệnh thôi. Cha mới nghiên cứu á, cha Tường á mới nghiên cứu ra cái cháo nano này nè, thảo dược nano này nè, để hỗ trợ bệnh ung thư. Cái phương pháp nấu á, là nấu bằng cái nồi áp suất, nấu bằng nồi áp suất, ở áp suất cao, nhiệt độ cao, ở áp suất cao, nhiệt độ cao, cái hạt gạo này nè, nấu hạt gạo này nè, thì cái chất này sẽ loại bỏ đi. Nấu ở cháo thông thường, nấu cơm, nấu bún, hủ tiếu gì đó thì chất này còn, vẫn còn nha. Nhưng mà khi mà nấu ở cái áp suất cao và nhiệt độ cao trong cái nồi áp suất á, thì cái chất này nó mới mất đi nè. Khi mà cái chất này mất đi thì cơ thể nó sẽ hạn chế tạo ra cái này, không còn phân biệt cho giống như hệ thống tiêu hóa nữa, mà nó tập trung vào cái khả năng chống bệnh á. Nó tạo ra những cái tế bào chống bệnh, nó tăng cái hiệu quả điều trị lên. Để mà mình trong cơ thể mình có khối u ung thư, bệnh ung thư nè, là mình phải ăn cháo này, chứ không phải ăn cháo này, cũng không ăn cơm, không ăn bún, không ăn hủ tiếu luôn. Ăn cháo này để cơ thể nó tăng cái hệ miễn dịch lên. Sau này về nhà cũng vậy, thí dụ như trong vòng 3 tháng nè về nhà mà cái khối u mình nó hoàn toàn loại bỏ rồi, giống như những cô chú nào mà hoàn thành phác đồ 3 tháng rồi đó, khối u nó không còn nữa, thì lúc đó mình mới chuyển về ăn những thứ này được. Mà còn khối u trong người á, cái khối u mình còn trong người á, thì phải nên áp dụng cái cháo này chứ không phải là cái này. Không còn khối u nữa thì ăn cái này, còn khối u thì phải ăn cái này để tăng cường hệ miễn dịch lên nè. Cháo nano, cái từ nano có nghĩa là siêu nhỏ. Trong cái nồi áp suất á, những cái hạt gạo mình nấu lên thành cháo mà mình thấy cái hột cháo nó còn to đùng á, thì cái đó nó không phải nano nha. Cái hạt cháo nó là dinh dưỡng nuôi cơ thể thôi, dinh dưỡng nuôi cơ thể thôi. Trong cái hạt cháo á, mình thấy rõ đó, nhưng những cái nước ở trong đó, cái phần mà nó nhỏ hơn ở trong đó, nó hòa tan ở trong cái nước cháo á, thì cái đó là cái thuốc đó. Đó, cái hạt nhỏ đó, hạt nano á, cái hạt nano nó mới thẩm thấu vào trong cái tế bào ung thư. Còn cái dinh dưỡng á, cái hạt gạo lớn á, là nó là chất nuôi cơ thể. Trong cái nồi áp suất á, thì thông thường các thầy chỉ cho bệnh nhân á, là không để cho nó xì hơi, để cho cái hơi đó nó chính là thuốc, nó chính là nano đó, nó nằm trong cái nồi áp suất á, trong cái nồi áp suất á. Mấy bệnh nhân với sao nha, lấy ghế ngồi đi, nếu mình ngồi nghe lấy ghế đi. Thì mình nấu bằng nồi áp suất, mình không để cho nó xì hơi ở chỗ đó đó, tại vì cái hơi đó chính là những cái hạt nano nhỏ đó,
những cái hạt đó nó mới đi vào trong tế bào ung thư nè, nó đi theo đường máu, nó thẩm thấu vào trong cái mạch máu rồi đi vào các cái mao mạch, nó phết tán và nó thẩm thấu vào trong đó, nó mới tác động tới cái vị trí cái khối u. Kể cả những cái vị trí mà chưa có hình thành khối u đó, nó còn nhỏ đó, nó vẫn tác động được. Cái khối u ung thư đó, nó có những cái mạch máu lớn là nó nuôi nè, nó gọi là tăng sinh mạch máu. Thì từ chỗ những cái mạch máu đó đó là tế bào ung thư đó, nó sẽ bị tác động bởi những cái hạt siêu nhỏ của cái trong cái nồi cháo đó. Nó vào bên trong, nó phá vỡ cái cấu trúc của nó đào thải ra ngoài, nó đào thải ra khỏi cơ thể trong nhiều tháng. Ví dụ như ở đây có thể giúp cho bệnh nhân 3 tháng nè, có bệnh nhân nha, có thể hoàn thành trước 3 tháng nữa, có người sau đó, tùy vào cái sức khỏe của bệnh nhân đó, tùy vào giai đoạn bệnh, tùy vào cái xuất phát điểm cơ thể kiềm hay axit nữa. Tại vì cơ thể mình 70% là nước nè, chất lỏng nha, 30% rắn. 30% rắn nó nằm trong là móng nè, chân răng nè, răng nè, hoặc là tóc, còn phần còn lại là chất lỏng đó. Thì cái chỗ chất lỏng đó nên nó mới hấp thu được cái này. Chứ mình ăn đồ khô vô là nó không phải chất lỏng đó, thì nó sẽ chậm tác động tới những vị trí này lắm. Mà hễ mà chất lỏng mà nó trở thành nano rồi đó, nó mới thẩm thấu được, nó nhanh hơn đó. Cho nên là cháo nano nó có công dụng đó đó. Tác động tới bệnh lý của cái tế bào ung thư. Ha, lúc này là nắm được rồi ha. Lý do là tại sao mình ăn cháo là biết rồi ha. Đây là cái bảng pH. pH này sử dụng trong nhiều trường hợp lắm. Ví dụ như người ta thử nước để nuôi thủy hải sản, ta cũng có những cái loại thuốc thử để sử dụng đó, để kiểm tra coi môi trường đó có nuôi trồng thủy hải sản được hay không. Còn ở trong cơ thể mình cũng có cái để đánh giá cái độ pH này nè, nó liên quan tới cái sức khỏe của mình. Ví dụ như trong môi trường nãy là thầy nói 70% chất lỏng đó, lỏng đó, mà môi trường trong 70% chất lỏng nó là axit thì nó phát triển tế bào vào bệnh về ung thư đó. Còn nó nằm trong môi trường kiềm, nó sẽ khống chế được tế bào ung thư phát triển bệnh ung thư. Hạn chế đó, nó sẽ đi ngược lại cái bệnh ung thư ha. Thì tế bào ung thư nó sẽ chết trong môi trường kiềm và nó phát triển trong môi trường axit. Trong môi trường axit, ví dụ như nó có những cái loại thực phẩm mà nó làm cho bệnh ung thư nó trở thành axit là đạm động vật, đó. Thứ hai nữa là cồn. Thứ ba là nicotine. Nó nằm trong cái thuốc lá đó, thì mình không hút, nhưng mà ví dụ như mình hút gián tiếp đi, người khác hút mình hủy khói là nó vẫn tác động. Còn á, trong rượu bia thì cái này thì chắc có lẽ thì chị không có rồi, hoặc ít có đi đám tiệc gì mình có bị mời thì mình mới sử dụng thôi, thì nó có nhưng ít. Nhưng cái này nè, thường hay dính cái này nè. Cái thứ ba nữa là hóa chất. Những loại hóa chất nó có tính axit thì nó làm cho cơ thể mình nó bị tổn thương. Và cái tiếp theo là stress, áp lực cái công việc á, hoặc là một cái cú sốc nào đó mà mình gặp phải trong cái đời sống gia đình, hoặc là nói chung là mình phải đối diện á, thì nó cũng dẫn đến tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Hoặc là thiếu ngủ. Thiếu ngủ cũng hả? Thiếu ngủ và stress là nó tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Cái này là một rồi, cái này là hai rồi, cái này là ba. Ba này là thường chính rồi. Còn những cái này thì cũng có nhưng ít. Nó sẽ tạo ra cơ thể môi trường axit. Đây là chất xúc tác làm cho tế bào ung thư phát triển mạnh lên. Còn ngược lại bên đây nè, ví dụ như những cái thực phẩm mà nó có tính kiềm, trong cháo nano nè, nano nó có tính kiềm, thảo dược cũng vậy. Cái thứ ba là rau xanh, trái cây. Rau xanh trái cây nó có tính kiềm đó nha, kiềm tự nhiên. Một cái nữa là nước kiềm.
VH 8.5 đến 9.5 à. Bây giờ có một số loại thực phẩm mà nó có tính axit đi, ví dụ như chanh, cam, bản thân nó là axit á, nhưng mà khi đi vào cơ thể á, nó chuyển hóa thành kiềm. Ở đây thầy nói cái bảng pH là pH nội môi trong cơ thể mình, môi trường trong cơ thể đó, chứ thầy không nói là cái thực phẩm đó. Cái thực phẩm đó nó đi vào cơ thể nó chuyển hóa thành kiềm thì nó tính là kiềm, còn nó là axit thì nó là cái phần mà đã chuyển hóa rồi. Hen, khúc này là hiểu hen. Mình trong quá trình mình sống, mình làm việc, mình sinh hoạt các thứ thì mình phải biết được cái cơ thể của mình là nó axit hay nó kiềm. Ví dụ như bác trai nè, bác coi bản thân bác á, bác ăn uống á, bác sinh hoạt ngủ nghỉ như thế nào, nó hợp lý hay chưa, thì mình môi trường trong cơ thể mình là axit hay là kiềm hoặc là trung tính đó. Nước lọc nó là trung tính nè, nước lọc. Nếu như cơ thể của mình đang là cơ thể axit thì lúc giai đoạn đó là nó phát triển bệnh, nó đang là trung tính, nó có thể phát triển có thể không, nhưng nó là đang là kiềm, nó sẽ khống chế được bệnh lý đó. Cái nhiệm vụ của các thầy giúp cho bệnh nhân ở đây là 3 tháng nè. Chính các thầy phải điều chỉnh làm sao cơ thể của một người bệnh ung thư từ axit nó phải trở sang kiềm. Nhiệm vụ của thầy là vậy đó. Mỗi một ngày theo sát bệnh nhân, hướng dẫn nhắc nhở cho bệnh nhân đó, những loại này nè là không được ăn, loại bỏ hết đi. Dạ. Tái khám hả? Để chút xíu nữa, là nếu anh chờ được, anh ngồi chờ chút xíu thì hướng dẫn bệnh nhân này xong để chỉ cho anh ha, chỉ cho anh đi 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 khám. Đây là axit nè, nó bao gồm những thứ như đạm động vật nè, cồn nè, nicotine nè, hóa chất nè, stress nè, thiếu ngủ nè, là xuống đây các thầy sẽ giám sát mỗi ngày. Các thầy có một cái cuốn sổ, cho em mượn cuốn sổ, chỗ nào cũng được. Ở đây các thầy trước khi mà bệnh nhân vào đây đó thì ký giấy đăng ký xong á, các thầy sẽ phát cho mỗi bệnh nhân một cái cuốn sổ theo dõi sức khỏe. Trong cuốn sổ này nó có 90 trang, là 90 ngày. Trong mỗi một ngày như vậy, bệnh nhân sẽ ghi chép cái nội dung nhật ký theo dõi của mình, ví dụ như ăn cháo nè, ăn phụ nè, uống thảo dược nè, và những cái loại thuốc tây mà bác sĩ chỉ định tại bệnh viện đó, ngủ nè, mình ngủ ở đây nè bao nhiêu tiếng, rồi đại tràng, ấy xin lỗi, đại tiện đi đi cầu á, nó được hay không, có bị bón không, có bị tiêu chảy không, hoặc là bình thường, tiểu tiện thì có thể buốt gắt không hay là tiểu tiểu bình thường, rồi phơi nắng, tập dưỡng sinh nè, những cái triệu chứng trong ngày nè. Thì mỗi ngày nhiệm vụ các thầy sẽ theo dõi cái quá trình sức khỏe của bệnh nhân dựa trên cái cuốn sổ này đó, để các thầy điều chỉnh. Ví dụ như hôm nay cái lượng ăn cháo của mình nè, mình ăn bao lâu, mình ăn lại 1 lần, tiêu hóa như thế nào, ngày được bao nhiêu lít, rồi ăn phụ, ví dụ rau xanh trái cây, tùy mỗi bệnh nhân khác nhau. Ví dụ như chị là ung thư cổ tử cung nè, ra máu nhiều thì cái loại nào nó cầm máu, trong loại rau xanh nào cầm máu thì bắt buộc phải ăn cái đó nhiều hơn chút, còn loại nào nó bắt đầu nó kích thích cái vấn đề ra máu đó thì các thầy sẽ loại bỏ nó đi. Cho nên là mỗi bệnh nhân sẽ có những cái cách khác nhau, cái chế độ ăn khác nhau, không ai giống ai. Cái điểm chung của bệnh nhân đó là phải ăn cháo nano và uống thảo dược nano. Cái khác của họ là sẽ cháo, cái rau xanh nè, trái cây ăn kèm với cháo đó, là mỗi người khác nhau đó. Và chế độ đó, và những cái này là loại bỏ hoàn toàn nè. Vô đây là các thầy không cho bệnh nhân, là cấm tuyệt đối đó, không được đụng tới đạm động vật, bao gồm thịt, cá, trứng, sữa, những thứ đó nó là môi trường axit, nó là chất, ví dụ như có trong thịt nó có chất glutamine min, còn trong sữa nó có chất casein. Đó, thịt nó có glutamine, sữa nó có casein, đây là cái nguồn nuôi tế bào ung thư nè. Mình ăn mình cảm thấy mình ăn vô mình khỏe hơn, nhưng những cái chất này nè nó là chất nuôi tế bào ung thư trực tiếp, nó làm bệnh lý ung thư mình không dừng lại.
Vậy thì tại sao mà bác sĩ lại yêu cầu mình ăn cái này? Đó. Tại sao bác sĩ lại yêu cầu mình ăn cái này? Sẵn đây lát nữa thì giải thích luôn tại sao bác sĩ yêu cầu mình ăn cái này ha. Mà tại sao không cho ăn ăn theo cái pháp đồ này? Người ta biết đó. Ta biết là môi trường axit là nuôi tế bào ung thư nè. Kiềm là nó khống chế được bệnh lý nè. Mà tại sao vẫn cho ăn cái này mà không cho ngưng? Lát cũng thầy giải thích từ liền chỗ đó. Chịu khó hơi mất thời gian chút xíu. Còn cái này là ví dụ như chết vô đây là mình đâu có ở nhà đâu, cho nên những cái công việc mình đã gác lại hết rồi. Vô đây mình không còn suy nghĩ nữa. Người nhà đi theo nè, rồi xuống dưới đây thay đổi môi trường sống ở gần những cái nơi mà ruộng đồng á, thì cái không khí nó thoải mái trong lành, nó làm cho cơ thể mình khỏe hơn, mình không có phải suy tư nhiều về vấn đề công việc nữa, mình bỏ được cái này. Thiếu ngủ cũng vậy, ở đây các thầy theo sát vấn đề ngủ nghỉ của bệnh nhân, khuyên rồi có những loại thuốc nó giúp cho cái vấn đề ngủ nghỉ tốt hơn, ví dụ như là nhãn lồng hoặc là tim sen hay gì đó đại khái vậy, dông nem hay gì đó, rồi giúp cho cái giấc ngủ tốt hơn, cải thiện thì giải quyết được bài toán bên đây. Còn bên đây là bệnh nhân phải thực hiện nè, đó, mỗi ngày ha, để cơ thể từ axit sang kiềm, gọi là kiềm hóa cơ thể. À, quan trọng là mình ở đâu thôi. Xuất phát điểm mỗi người bệnh nhân khác nhau. Có người thì cái chế độ ăn mình ăn tự do, mình ăn mình không có cần phải để ý là mình ăn phải kiêng cữ gì hết, thì nhiều khi mình ăn động đạm động vật nhiều, còn đưa vô cơ thể nè nicotine nè, hóa chất nè. Cái hóa chất này thì cũng hơi khó, tại vì đôi khi cái công việc làm mà mình tiếp xúc với hóa chất cũng không tránh được. Còn công stress nè, nhiều khi cái công việc áp lực quá nhiều, bắt buộc mình phải bị căng thẳng thôi. Thì mình bệnh lý này thì mình bây giờ mình vô đây thì cái cơ thể mình nó đang là axit nè, mình phải điều chỉnh sang kiềm. Còn cái người nào mà người ta có cái xuất phát điểm tốt hơn mình á, ví dụ cái người đó mà họ không có ăn này ngay từ đầu, giữ kỹ ăn những cái loại đạm thực vật thay thế vào cái đạm này để không có bị thiếu á, mà bản thân họ rau xanh trái cây nè ăn rất nhiều, hóa chất họ không tiếp xúc, những thứ này không có, cái sức khỏe của họ sẽ dễ dàng hồi phục hơn, nhanh hơn mình. Nhưng mà mình thuận lợi hơn họ, ví dụ như mình biết mình cơ thể mình đây mà mình nắm được cái độ pH kiềm axit này nè, tự mình điều chỉnh thì sớm không sớm thì muộn mình cũng sẽ chuyển hóa được đó, từ axit sang kiềm đó. Còn những người này nè, mà nếu như họ đã kiềm rồi mà giờ họ chủ quan đi, họ thấy trong người họ khỏe, họ nghĩ ăn chút không sao đâu, quay lại ăn ăn đạm động vật vô, là từ đây nó sẽ đi ngược lại đây. À, cho nên là cái quá trình mà mình tích lũy sức khỏe mình nó giống như là bó ống vậy đó, để khi mà mình bệnh rồi thì cái nó rất là khó để điều trị, nhưng ngay từ đầu mình chưa bệnh á thì mình cố gắng mình gìn giữ đi. Mình tập trung vào cái chế độ dinh dưỡng nè, tập trung vào cái sinh hoạt ngủ nghỉ nè, làm sao cho nó tốt ở bên đây hết đi, để khi mình có bệnh đi chăng nữa mình cũng sẽ nhẹ nhàng để điều trị hơn. Còn bên đây là mình phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, mà vô đây thì các thầy sẽ động viên tinh thần, cho dù là người đó ở đây đi cao đi axit không nè, nhưng mà vẫn có cơ hội để chuyển hóa thành kiềm, thì thầy sẽ động viên mỗi ngày hướng dẫn cho để mình đúng cái liệu trình.